Xin chào các bạn, đã quay trở lại với chương trình đào tạo CHFI hay là một chương trình chuyên về điều tra chứng cứ số. Thì trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về văn phòng và phòng thí nghiệm của các điều tra viên. Điều này thì thật ra nó sẽ phụ thuộc vô nhiều yếu tố khác nhau về điều kiện kinh tế của mỗi cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên các bạn cần phải nắm rõ những đặc tả của nó, bởi vì trong các bài thi trước đây khi tôi thi thì nó cũng hay hỏi tới những cái khái niệm này rất là nhiều. Lấy ví dụ như nó hỏi là phòng thí nghiệm của điều tra viên trong lĩnh vực truy tìm chứng cứ số thì cần có bao nhiêu cửa, bao nhiêu tầng, hoặc là câu hỏi mà tôi gặp trực tiếp trong kỳ thi đó là có được quay cái cửa sổ ra ngoài mặt đường hay không. Thì sau khi hoàn thành chương này, chúng ta có thể mô tả các yêu cầu dành cho việc chứng nhận phòng thí nghiệm trong vấn đề truy tìm các chứng cứ máy tính hay các chứng cứ số. Danh sách các yêu cầu vật lý cho một phòng thí nghiệm gồm có những thiết bị gì và những tiêu chí để lựa chọn các máy trạm. Mô tả các thành phần để phát triển một phòng thí nghiệm cho truy tìm chứng cứ máy tính. Và chương này sẽ trình bày chi tiết các lựa chọn thiết bị phần cứng hay phần mềm để xây dựng một phòng thí nghiệm mà chúng ta hay gọi là Computer Forensic Lab. Ở đây là phòng thí nghiệm dành cho truy tìm những chứng cứ liên quan tới máy tính. Thì lĩnh vực truy tìm chứng cứ trên máy tính có rất là nhiều. Trong đó ví dụ như tìm những chứng cứ của những kẻ tấn công qua mạng như scanbot, đốt, attack v.v. hoặc là chứng cứ lây nhiễm malware. Ngoài ra thì còn có những hành vi vi phạm về luật sở hữu trí tuệ và rất là nhiều cái hành vi khác nhau có thể được xem như là vi phạm, và chúng ta cần phải tìm ra những cái nguồn gốc để mà cung cấp những cái chứng cứ đó trước tòa. Tuy nhiên thì để mà làm những điều đó một cách hiệu quả thì chúng ta cần phải có những hệ thống gọi là các Computer Forensic Lab. Ở đây thì tôi có xây dựng một cái lab, ví dụ như tôi thường hay thực hành trong một cái lab tôi gọi là Security 365 Win Forensic Lab. Trên cái lab này các bạn có thể thấy sơ qua là tôi cài phần mềm bắt buộc phải có Access Data SDK Imager, Registry Viewer, Kernel OS, T Viewer để xem mail. Còn Registry Viewer để xem về Registry. Ở dưới đây các bạn có thể thấy là một cái phần mềm khác cũng là Registry Explorer mà một số diễn đàn về Forensic của Hàn Quốc họ rất là yêu thích sử dụng. Một bản OS Forensic, bên cạnh đó rất là nhiều công cụ khác nhau mà tôi tích hợp trong một bộ tool chọn lọc từ những cái công cụ của CHFI, DVD và những cái phần mềm mở rộng mà trong quá trình thực hành tôi thấy nó rất là cần thiết. Tất cả những công cụ đó chúng ta sẽ cài trên một hệ thống chuyên dùng mạnh mẽ và có thể được xem là Computer Forensic Lab. Và những cái phần mềm có thể là phần mềm free và có thể là những phần mềm trả phí. Đối với phần mềm trả phí thì chúng ta sẽ sử dụng các công cụ như NK rồi FTK Toolkit, bởi vì đó là những phần mềm rất là mạnh mẽ và nó tích hợp sẵn cả những cái gọi là Chain of Custody trong quá trình mà chúng ta làm việc. Và các tòa án, ví dụ ở Mỹ chẳng hạn, họ đã chấp nhận những cái phần mềm trên là những phần mềm tin cậy trong quá trình điều tra chứng cứ số. Tin cậy là vì sao? Vì nó sẽ không làm thay đổi những cái chứng cứ, những dữ liệu và chứng cứ chúng ta tìm ra chắc chắn đó là những chứng cứ gốc hoàn toàn tin tưởng. Ngoài ra thì các phòng thí nghiệm này nó có thể là có được xin những cái giấy chứng nhận hướng dẫn thực hành tốt của các tổ chức như là ASCLD. Chúng ta có thể nhớ những cái tên viết tắt này bởi vì trong các bài thi đôi khi nó có thể hỏi. Rồi phải xác định nhiệm vụ của những người đóng vai trò giám đốc phòng thí nghiệm và nhân viên, người nào làm việc gì. Thì cái ASCLD này sẽ quy định mỗi lab cần có mục tiêu cụ thể được xác định bởi giám đốc của phòng thí nghiệm, và người quản lý hệ thống lab hay giám đốc sẽ thiết lập quy trình hoạt động, đánh giá thường xuyên bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ quản lý chung, ví dụ như là phải liên kết các thành viên bảo đảm tài chính cho lab hay thực thi các tiêu chuẩn đạo đức được nêu trong các chương 15 và 16. Giữa các thành viên trong đội ngũ nhân viên, người quản lý lab phải có kế hoạch cập nhật cho phòng thí nghiệm, chẳng hạn như thay đổi mới các thiết bị phần cứng phần mềm. Nói chung đó là trách nhiệm của người đứng đầu, của một vị giám đốc mà các bạn có thể tham khảo thêm trong cái tài liệu mà tôi có biên soạn ở đây. Chúng ta có thể truy cập vào trang web ASCLD, nó sẽ có các tóm tắt của những yêu cầu này. Nhưng mà cũng rõ ràng là tùy vào cái mô hình của tổ chức, ví dụ như các bạn làm việc tại Bộ Tài chính, tại Bộ Quốc phòng thì mỗi nơi sẽ có một nguồn kinh phí nhất định hoặc là vô hạn hoặc là rất nhiều phục vụ cho vấn đề xây dựng cái Forensic Lab này. Ví dụ như các học viên của tôi vừa đào tạo tại Bộ Quốc phòng thì anh ta nói thẳng
là phần mềm, công cụ, máy móc đảm bảo cho hiệu quả công việc cao nhất. Còn kinh phí không phải là vấn đề chính. Lưu ý, không phải là vấn đề chính. Tiền luôn luôn là một cái vấn đề, nhưng ở đây nó không phải là vấn đề chính, bởi vì cái nguồn lực rất là mạnh mẽ. Cho nên tùy vào một cái vị trí nhất định mà chúng ta cần phải xây dựng những cái ngân sách thích hợp. Rõ ràng là không có môi trường nào giống môi trường nào. Và ngoài ra chúng ta có thể tham khảo nhiều cái thống kê, nhiều cái báo cáo từ những cái đơn vị khác. Nhưng rõ ràng là cái Forensic Lab nó ở mức độ cơ bản, các bạn cần phải trang bị các máy tính mạnh mẽ. Chúng ta cần phải có những cái máy tính chạy trên nền tảng Windows và Linux. Ví dụ như tôi thường sử dụng hai máy, một máy có giống nhau thôi, đó là ZBook Workstation chạy trên nền tảng Windows, một máy khác chạy trên nền tảng Linux. Và hai trên máy đó, trên các máy đó tôi cũng có rất là nhiều máy ảo chứa nhiều công cụ và những bộ toolbox khác nhau mà mình tự tổng hợp, tích hợp để mà phục vụ cho cái thao tác truy tìm trong quá trình giảng dạy và đào tạo mình một cách thuận tiện và dễ dàng nhất. Còn nếu như mà trong công việc thực sự, rõ ràng là nó phải cần những máy móc đôi khi còn mạnh hơn nữa. Máy của tôi chỉ là 32GB RAM, một cái máy ZBook Workstation thôi. Ngoài ra thì mình cũng cần phải có những chứng nhận đào tạo, chẳng hạn như chứng nhận mà tôi thi vừa rồi cho vấn đề này, đó là CHFI. Bên cạnh đó thì nó sẽ có những cái chứng nhận của các hãng như là Sun, cho lĩnh vực này là Sun For 500, Sun For 500 tức là cái môn về Forensic đó, hoặc là For 480 là cái môn cũ, môn 500, hay là For 526, For 610, những chuyên ngành về Forensic. Thì khi mà học những chương trình này, nó sẽ có những chứng chỉ liên quan tới lĩnh vực Forensic. Còn nhìn chung thì chúng ta có thể lấy chứng chỉ CHFI, một chứng chỉ được đánh giá khá cao và được công nhận, chứng nhận của bởi các doanh nghiệp, những tổ chức lớn như NASA, Bộ Quốc phòng v.v. Tuy nhiên những chứng chỉ này là khá mắc đấy các bạn, và thi cử cũng tương đối là khó khăn, cần phải có một cái kiến thức, kinh nghiệm và phải rèn luyện thật nhiều trong thực hành, trong luyện lý thuyết và cả nắm những cái khái niệm mà trong cái slide đưa ra. Các bạn cần phải nắm tất cả những cái mà tôi trình bày ở trong những cái bản tiếng Việt này. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu thêm những tài liệu, cái slide của CHFI, ví dụ version 9, có thời gian chúng ta đọc lướt qua thêm về cái slide của CHFI trong version 8, bởi vì mỗi cái nó cũng có những cái hay riêng. Tuy nhiên từ 8 đến 9 thì tôi thấy thật sự nó không có sự khác biệt nhiều lắm. Nền tảng chung nó vẫn là như nhau cả, nhưng có thời gian thì vẫn đọc đầy đủ. Rõ ràng thì các chứng nhận này nó gồm có nhiều cấp độ khác nhau. Ở đây nó đưa ra những chứng nhận chung, còn những chứng chỉ như vừa rồi tôi nói là chứng chỉ ở cái tầm phổ biến khá là rộng rãi ở tầm quốc tế, đó là CHFI hoặc là Sun For. Chúng ta thấy có rất là nhiều cái kỳ thi của ví dụ như Asset Data, một cái hãng mà đã tạo ra công cụ khá là tuyệt vời là FTK, hoặc là NCE của NSK. Các bạn có thể vào những trang này thì chúng ta sẽ thấy cái những chương trình rèn luyện và đào tạo của các hãng. Ở đây họ cũng có đưa ra những chương trình của Sun.org, hoặc là các tổ chức điều tra công nghệ mạng máy tính CTIN, rồi NIT. Như vậy thì phía trên là một số yêu cầu mà khi xây dựng một phòng điều tra chứng cứ số chúng ta cần phải có về con người, về mục tiêu, về những chứng chỉ. Bên cạnh đó thì những yêu cầu vật lý cho một phòng thí nghiệm điều tra tội phạm máy tính nó cần phải có những cái gì. Bên cạnh việc tham gia những chương trình đào tạo để thành một chuyên gia điều tra máy tính thì chúng ta cần phải thực hiện hầu hết các công tác điều tra trong phần thí nghiệm của mình. Như vậy phần tiếp theo chúng ta cần phải xem một số yêu cầu chính. Thứ nhất là xác định nhu cầu an ninh cho hệ thống lab, là tất cả các máy tính trong phòng thí nghiệm cần được đặt trong một phòng kín và an toàn, và ta không nên sử dụng một phòng công cộng hay có tính chất mở. Vì vậy nó mới nói chúng ta không được cái cửa sổ quay ra phía bên ngoài là chính lý do đó, bởi vì nó dễ bị lộ và thất thoát những chứng cứ. Cần có hệ thống khóa an ninh
để bảo đảm sự nguyên vẹn cho các chứng cứ số và những thiết bị lưu trữ, đặc biệt là phòng thí nghiệm của bạn cần bảo đảm an toàn trong quá trình phân tích dữ liệu, ngay cả khi tiến trình này mất đến vài tuần hoặc hơn. Chúng ta cũng phải hình dung là sẽ có những kẻ trộm đột nhập vào và hệ thống cửa thì như thế nào. Trong cái chương trình CHFI nó đưa ra thì hệ thống cửa chỉ có một cửa vào thôi, và đương nhiên cần phải có lối thoát hiểm và cũng phải đề phòng tới các vấn đề cháy nổ. Phòng có kích thước vừa đủ với bức tường chắc chắn từ nền đến trần, đó là điều đương nhiên rồi. Hệ thống cửa vào có khóa, khóa thì sẽ có nhiều dạng khóa khác nhau, có các thùng chứa an toàn, ví dụ như tủ sắt chống cháy, lưu nhật ký tất cả khách truy cập, đương nhiên và phải có các hệ thống giám sát an ninh nữa. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu các yêu cầu dành cho quá trình điều tra nguy cơ cao. Cái câu này nó cũng hơi khó hiểu nha các bạn. Trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cách chặt chẽ và đầy đủ một số cái yêu cầu đưa ra. Mặc dù là những yêu cầu này mang tính chất lý thuyết, nhưng chúng ta cần nắm cách tổng quan để trang bị những kiến thức nền tảng và vững chắc trong quá trình trở thành một chuyên gia điều tra chứng cứ số.